Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng hay còn gọi là condotel, rồi các loại biệt thự du lịch và những công trình phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại dịch vụ, đủ điều kiện sẽ được cấp phép chứng nhận hay còn gọi là sổ hồng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 10, sửa đổi các nghị định hướng dẫn cho luật đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Như vậy là chính sách mới đã củng cố hành lang pháp lý, giúp các địa phương cấp sổ hồng cho các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vốn ách tắc trong thời gian qua. Thống kê từ Hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm ngoái, riêng căn hộ du lịch condotel cả nước có hơn 80.000 căn chờ cấp sổ hồng. Phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng sử dụng quỹ đất thương mại dịch vụ. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng lưu trú Officetel, Shophouse hiện có hơn 10.000 căn chưa được cấp sổ. Do đó, quy định mới về việc cấp giấy chứng nhận là một tín hiệu tích cực mà doanh nghiệp và người mua căn hộ đang mong chờ. Ghi nhận tại một số sàn giao dịch bất động sản, sản phẩm condotel và biệt thự nghỉ dưỡng trong khoảng 4 năm vừa qua gần như vắng bóng lượng giao dịch. Nguyên nhân là do một vài chủ đầu tư cam kết lợi nhuận không tốt và chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Lần này là một cái nghị định của Chính phủ, nó hướng dẫn rõ ràng hơn và các địa phương người ta có cơ sở để mà người ta thực hiện dựa trên những cái đó để người ta cấp những cái chứng nhận cho những nhà đầu tư, cấp cho những chủ đầu tư. Do đó là đây là một cái tính pháp lý rất là tốt mà để kích lại cái thị trường condotel cho các chủ đầu tư và kích được cái làn sóng đầu tư cho các nhà đầu tư. Ở đây chúng ta làm rõ vấn đề ra thì tạo niềm tin cho gọi là những nhà đầu tư hay những gọi là người dân có nhu cầu đầu tư vào cho loại hình đó. Và người ta cũng hy vọng rằng đầu tư đấy thì người ta vừa có thể gọi là có cái ngày nghỉ ở trong năm, nhưng cũng đồng thời là có một cái nguồn để người ta kinh doanh, tham gia kinh doanh vào các loại hình bất động sản du lịch. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng rất là tốt cho thời điểm này. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định mới chưa khai quát hóa việc cấp giấy chứng nhận đối với các công trình xây dựng có sử dụng mục đích lưu trú trên đất thương mại dịch vụ, mà chỉ áp dụng đối với công trình theo quy định của pháp luật về du lịch. Bởi vì một số phân khúc như văn phòng lưu trú, căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại vẫn nằm ngoài danh sách được cấp sổ. Các cái loại hình này nó có một cái đặc điểm chung giống như căn hộ du lịch, đó là gì? Đây là những công trình xây dựng không phải là nhà ở, có mục đích lưu trú được đưa vào kinh doanh, thì chúng tôi thấy nên quy định khái quát trong Nghị định số 10 để chúng ta có thể là bao phủ hết cái phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10 để cấp giấy chứng nhận, cấp sổ hồng cho tất cả các loại hình này. Ngoài ra, Hiệp hội cũng kiến nghị nhà đầu tư khi được cấp sổ hồng, sau khi hết thời hạn sử dụng chẳng hạn như 50 năm, thì được xem xét gia hạn quyền sử dụng đất nếu khu du lịch đó vẫn đảm bảo về mặt quy hoạch. Đồng thời, xem xét cơ chế đặc thù để cấp lại sổ hồng với thời hạn sở hữu condotel theo thời hạn dự án, tối đa không quá 50 năm.